Câu 1 là cái gì? Mấy câu dễ chữa nhanh. Câu 1 có dấu chấm than đúng không? B này. Câu 2, phủ định của mệnh đề này là gì? Cứ tồn tại thành với mọi là mình lỗi, kệ nó nhé. Tồn tại với mọi này, bằng thì khác đúng không? Như vậy phải là gì? A luôn chưa? Câu 3, tập hợp A được viết dưới dạng liệt kê nào? Ở đây ta đang cho là gì? Số tự nhiên đi, thì nhỏ bằng 5 gọi là 0, 1, 2, 3, 4, 5 không? Đúng chưa? Câu 4, viết dưới dạng liệt kê là, ở đây ta vẫn lấy là gì? Số tự nhiên nhé. Thì x bằng 5 phát thì ta thấy 5 cộng 1 bằng 6 đúng không? X mà bằng 0 ta thấy 0 cộng 1 bằng 1, như vậy lấy từ 1 đến 6 đúng chưa? Câu này thì dễ. Câu 5, số tập con gồm 2 phần tử tính như nào? À, cho tập hợp A là A, B, C, D, số tập con gồm 2 phần tử. Cách thứ nhất là em đi liệt kê A, B, A, C, A, D, B, C, B, D và C, D đúng không? Nhưng mà đấy là nó cho ít em liệt kê được. Còn nếu cho 10 phần tử phát em liệt kê bao giờ xong? Thì nhớ công thức này, 4C2. 4 là số phần tử ở đây, 2 phần tử là cái số 2 này. Thì bấm máy có cái chữ C rồi đúng không? Bấm thử đi. Chữ C như gần cái chữ dấu bằng ấy, trên dấu bằng 4 shift C2, 2 chia bằng này. Đúng không? Là 6 luôn nhé. Thế nếu nó cho 10 phần tử ta chỉ cần gì? 10C2 là xong. Được chưa? Đây là cách tính số tập con. Hoặc nó cho 10 phần tử mà tính tập con có 3 phần tử là 10C3. Chọn 3 phần tử bất kỳ trong số 10 phần tử. Được chưa? Câu 6, A trừ B là lấy A mà không lấy B đúng không? Lấy A mà không lấy B ta bỏ đi được gì? 1, 4 đúng không? Còn 0, 2, 3, 5 D. A hợp B thì lấy tất đúng không? Lấy tất thì A. Câu 8, A giao B, A giao B là lấy phần chung của cả A và B. Phần chung của cả A và B là mấy? 1, 2, 4 đúng không? 1, 2, 4 B. Câu 9, x thuộc n sao đi, n sao nhỏ 4 thì là lấy 1, 2, 3, 4. Số tự nhiên lẻ 0 thì không lớn hơn 8. 0 lớn 8 là 1, 3, 5, 7 đúng không? Cái phần chung của nó ta chỉ thấy có 1 và 3 thôi đúng chưa? Thì câu 9 A. Câu 10, CAB thì bằng gì? CAB thì bằng gì? Phần bù của B trong A đúng không? Thì nó tương đương với A trừ B. Mà A trừ B là lấy A mà không lấy B thì ta chỉ còn 68 đúng chưa? D. Bắt đầu sang câu 11 này. Khi đó B hợp với A bằng gì? Em có trục số thứ nhất nhé. Ta vẫn dùng hai trục đi cho dễ nhé. Số 3 này, lấy từ âm vô cùng đến 3 phải gạch phần bên phải đi không? Đúng chưa? Tiếp tục ta có trục số thứ hai này, là từ 2 đến cộng vô cùng đúng không? 2 đây, cộng vô cùng đây, gạch phần sau đi. Thế thì B cả A hợp nhau, hợp là lấy phần chung đúng không? Nào em lấy toàn bộ các phần trắng này thì có phải lấy từ đuôi này đến đầu này không? Thì của nó sẽ chính là gì? Phần chung nó chính là R không? Đúng không? Cái trục số của mình kể đấy. Buổi trước kể làm mãi cái phần này còn gì? Tương tự này, xong chưa? Câu 12 nhé. A hợp B này, em có thể vẽ một trục được, nhưng mà vẽ một trục thường học sinh hay bị dối. Trừ 2, 3 này, lấy từ 2 đến 3 thì bỏ này đi đúng không? Cái này gọi là gì? Đoạn khoảng hay lửa khoảng? Đoạn là ngọc vuông, khoảng là cứ có một tròn là khoảng đúng không? Nửa khoảng là có cộng trừ vô cùng ở trong đấy đúng không? Tiếp tục này, 1 đến 5. À, lưu ý nhé, các cái số trừ 2, 3, 1, 5 này em chỉ cần sắp xếp đúng thứ tự thôi, không cần chia đúng tỷ lệ. Có nghĩa là 1 phải làm trong khoảng trừ 2, 3. Còn trong khoảng này rồi em đặt đâu cũng được, nhưng thông thường đặt làm sao cho nó thoáng, nó dễ nhìn. Thế bây giờ người ta bảo là gì? A hợp B, hợp là lấy tất cả phần trắng chung đúng không? Thì ta thấy là lấy hết phần trắng từ trừ 2 đến 5 chưa? Đúng không? Trắng đấy từ trừ 2 đến 5 mà. Như vậy ta xem đáp án A trừ 2 đến 5. Được chưa? Tự dưng em bảo phần này thì không làm được, mới thấy lạ, dễ. Tiếp tục này,
Con này ta làm một chục nhá. Trừ vô cùng đến trừ 3. Trừ 3 đây, gạch bên ngoài đi. 3 đến cộng vô cùng, 3 đây, lại gạch bên ngoài đi. Thế ta thấy dao của nó là gì? Xin lỗi, đây phải trừ 3 chứ lại gạch nhầm nữa. 3 đây đi. Phải là gì? Từ 3 đến cộng vô cùng thì ta gạch hết phần đằng sau 3. Mà từ trừ vô cùng đến trừ 3 ta gạch hết phần trước 3. Thì cả cái trục số ta gạch hết rồi đúng không? Chẳng còn giá trị nào cả. Như vậy nó phải là rỗng. B giao A là lấy phần chung mà, đúng chưa? Câu 14 A trừ B. Đối với câu này thì lên kẻ hai trục bọn em sẽ dễ nhìn hơn. Trừ 2 đến 3, gạch phần bên ngoài. 1 đến 5, gạch ngoài tiếp. A trừ B là lấy A mà không lấy B. À nhìn này, ta lấy toàn bộ phần, che toàn bộ phần B đi nhá. Thì ta thấy phần A còn gì? Trừ 2 đến 1 đúng không? Trong đó ta lại thấy tiếp điểm 1 này đang nằm trong cái khoảng ở trên này đúng không? Thì phải đổi lại ngoặc điểm 1 này. Đây đang tròn thì lấy là vuông. Như vậy đáp số của mình phải là trừ 2 đến 1 ngoặc vuông. Trừ 2 đến 1 ngoặc vuông, đáp án D. Nhớ nhắc ngoặc. Nó thường xảy ra trường hợp như này, với điểm 1 này nằm trong khoảng ở trên thì sẽ phải đổi ngoặc. Còn nếu nó không nằm trong khoảng thì chẳng phải đổi ngoặc, được chưa? Tương tự tiếp, CRA là bằng R trừ A, phần bù của A trong R. Mà A là 2 đến cộng vô cùng đúng không? Thì phần bù còn lại phải là từ trừ vô cùng đến gì? Trừ vô cùng đến 2. Và ngoặc tròn đổi thành ngoặc vuông chưa? Đúng chưa? Hay được không? Ok nhá. Kết quả làm tròn số pi đến phần nghìn là, đến phần nghìn là ở đâu? Phần nghìn là đáp án nào? C đi. B được không? Thứ nhất, phần nghìn là chữ số thứ 3 này, đúng không? Thế bình thường số pi là bao nhiêu? Em lấy máy tính bấm số pi đi. 3,14 bao nhiêu? 3,1415 đúng không? Đây nhá. 3,1415 làm tròn đến phần nghìn là phần này, thì số này từ 5 trở lên em phải làm tròn lên đúng không? Thì phải là 3,142. Đúng chưa? Đấy, Trang nhé. Làm chưa? Cho các mệnh đề, mệnh đề đúng là đây là bình phương thiếu của đẳng thức đúng không? Luôn dương. Được chưa? Y là gì? X bình trừ 3 lớn 0. Với mọi x thuộc tập, nó đang bị mất này. Cứ cho là R đi. X bình trừ 3 lớn 0. Chưa chắc đúng không? Bởi vì nếu x bằng một số âm, à, ví dụ bằng 1 đi, 1 bình trừ 3 làm sao lớn 0 được đúng không? Chắc chắn sai rồi. P này, x bình trừ 2 trừ x cộng 2 bằng 0. Phương trình này cũng là vô nghiệm đúng không? Vì ở trên đã vô nghiệm rồi thì cộng thêm một số vẫn càng vô nghiệm đúng không? Được chưa? Làm sao bằng 0 được? 3 trừ x nhỏ 0 thì x lớn 3. Nó vẫn đang bị thiếu. Tồn tại thì vẫn đúng được. Vì x lớn 3 thì tồn tại một số x lớn 3 là 4, 5, 6. Ta kể ra một cái đúng là được đúng không? Như vậy là có cái x này và cái q này đúng, đúng chưa? C. Câu 18, phủ định mệnh đề với mọi thành tồn tại lớn hơn thành nhỏ hơn bằng. Tồn tại nhỏ hơn bằng D luôn. Chỉ cần nhìn hai này thôi chẳng cần biết cái này là gì. Đúng không? Xét mệnh đề đúng này. Cứ cho tất cả là R nhé. Cứ ngoặc ô vuông cho R đi. Mệnh đề là đúng. Tồn tại x thuộc R để này bằng 0, sai chưa? X bình cộng x cộng 3 luôn luôn dương mà đúng không? Với mọi x thuộc R, x lớn bằng chữ x. Đúng hay sai? X bằng 0 là không đúng được rồi này. Đúng không? Với mọi là phải đúng với mọi x. Mà ta chỉ ra x bằng 0 là sai rồi thì đã sai luôn rồi đúng không? Với mọi x thuộc R, x bình lớn x. Ta chỉ ra x bằng 0 bắt sai luôn đúng không? Tồn tại x thuộc R để x bình nhỏ bằng 0. X bằng 0 là đúng. Tồn tại là chỉ cần chỉ ra được một điểm thôi đúng không? Được chưa?
như vậy là 19A này. Tương tự 20 này. Phát biểu nào sau đây là đúng? X lớn bằng Y thì X bình lớn bằng Y bình, đúng hay sai? Lấy phân số phát là sai ngay đúng không? X cộng Y tức là bình lớn bằng X bình cộng Y bình, đúng hay sai? Tại sao? Tại sao? Em chỉ cần khai triển đẳng thức này ra. Khai triển này ra được gì? X bình cộng 2XY cộng Y bình. Thì cái X bình Y bình này tự chỉ tiêu rồi đúng không? Còn 2XY chỉ cần một thằng âm phát là xong luôn đúng không? X âm Y dương đi thì cũng là sai đúng chưa? X cộng Y lớn 0 thì X nhân Y lớn 0. Cái này sai bét rồi. 5 cộng với âm 1 lớn 0 thì 5 nhân âm 1 có lớn 0 đâu đúng không? X cộng Y lớn 0 thì X lớn 0 hoặc Y lớn 0, đúng. Đây là dấu hoặc mà. Chỉ cần một trong hai thằng này lớn 0 đã là đúng rồi. 5 cộng trừ 1 mà đúng không? Như vậy C. Câu 21. Xác định mệnh đề đúng. Cứ cho tất cả R đi. Tất cả R thì thằng này sai rồi đúng không? Với mọi mà. À đâu, từ từ. Âm 2 không được, thằng này vẫn sai. Thằng này. Thằng này đúng hay sai? Thằng này đúng hay sai? A trừ B cộng C bằng 0. Chắc chắn có nghiệm là trừ 1 và nghiệm là trừ 3 đúng không? Thằng này đúng chứ, nếu đây là R mà đúng không? Tương tự. Với mọi x thuộc R và tồn tại y thuộc R, sao cho x y lớn 0? X y lớn 0 đúng hay sai? Tồn tại một x nhá. À tồn tại y, ta lấy y âm đi. Đúng chứ, ta lấy y âm. Từ từ, ta lấy y âm này. Được chưa? Nếu lấy x dương thì nó đúng, đúng không? Nhưng nếu x âm thì nó sai gì? Đúng không? Vì âm nhân âm, à xin lỗi, nếu y âm thì x dương thì sai đúng không? Còn x âm thì đúng đúng không? Nếu y âm thì đảo ngược trở lại đúng không? Được chưa? Như vậy vẫn tồn tại được một giá trị chứ. Vì x là lấy tùy ý mà đúng không? Ta chỉ biết em lấy x là y dương đi. X này chọn tùy ý mà. Đúng không? Thì x âm thì sai, x dương thì đúng mà đúng không? Nhưng mà bằng 0 thì sao? Nhưng mà là tồn tại thì em chỉ cần chỉ ra được một giá trị đúng thôi. Không, là tức là với mọi x thì x bằng 0 thì với mọi y nó đều không lớn không được. Không, thì bây giờ em chỉ cần chỉ ra được một cái tồn tại này mà. Anh lấy y trước. Lấy y trước. Ta lấy y là số 2 thì lấy x bằng 0. Nếu x bằng 0 thì nó mới sai. Đúng không? Nếu x âm thì nó cũng sai. Đúng chưa? Như vậy là ta đúng được y mà không đúng được gì? Không đúng được với x thôi đúng không? Được chưa? Tiếp tục câu dưới. Tồn tại x và tồn tại y để x chia cho y, đúng hay sai? Này đúng hay sai? Cả hai thằng đều tồn tại, có nghĩa em chỉ cần chỉ ra một thằng đúng là được đúng không? Lấy 4 cả hai đi. Thì 4 chia cho 2 không? Đúng không? Thằng này đúng này. Thằng này cũng đúng này. Chỉ có hai thằng này sai thôi. Được chưa? Ở đây ta thấy có hai đáp án đúng vì sao? Ta đang chưa biết cái này là cái gì này. Ta đang lấy tạm nó tất cả đều là R mà thôi đúng không? Đúng chưa? Còn nếu không thì nó phải là có thể có một thằng thuộc N, thằng thuộc Z, thằng vân vân gì đấy thì ta mới chọn được đáp án chính xác. Tiếp câu 22. Câu 22. Mệnh đề nào có là mệnh đề đảo đúng? Nếu hai dây cung của đường tròn bằng nhau thì hai cung chắn bằng nhau. Mệnh đề đảo đúng là gì? Mệnh đề đảo là nếu hai cung chắn bằng nhau thì hai dây cung của một đường tròn bằng nhau, thì đây mới là mệnh đề đúng đúng không? Mối quan hệ giữa cung và dây cung mà. Câu 23. 23. Nếu số nguyên chiết cho 6 thì chiết cho 3 và 2. Ok. Vì chiết cho 3 và 2 thì chiết cho 6 mà, đúng không? Câu 24. Sao? Nếu A bằng B thì A nhân C bằng B nhân C. Trường hợp mệnh đề đảo nhá. Nếu A nhân C bằng B nhân C thì suy ra A bằng B thì đúng không? Trường hợp C bằng 0 đúng không? Chú thích vào luôn. C bằng 0 thì suy ra là sai. Thông thường các trường hợp đặc biệt mọi người hay thử với bằng 0 này, 1 này,
bằng 1 hoặc là âm hoặc là dương. Đấy. Bất phương trình thì hay thử với âm dương, hoặc là nếu không có dấu bằng thì thử với bằng không. Câu 24. Lát nữa hỏi. E độc thân em phải viết cái cấu hình E ra. Sau đó em mới viết cái mũi tên lên xuống. Được chưa? Bọn em chắc không học, nó không nằm trong chương trình. Bỏ qua câu đấy. Câu 24 hả? Trinh. D à? Với mọi số tự nhiên N sao cho N bình lớn N. Đúng không? Mệnh đề nào sau đây mệnh đề sai, ta chỉ lấy N bằng 0 mất, biết ngay sai. Đúng chưa? Em bảo rồi, nếu là bất phương trình mà không có dấu bằng ấy, thường thử luôn với N bằng 0. Thế ta thấy ngay D sai rồi. Câu 25. Nếu số nguyên chiết con này thì giống con 23 đúng không? Chiết cho 5 và 2 thì đương nhiên chiết cho 10. Được chưa? Như vậy là D. Câu 26. Mệnh đề phủ định là mệnh đề đúng. Phủ định là mệnh đề đúng nhá. Những câu này nó hơi dài một chút. Ta thử câu A luôn này. Câu A phủ định của nó là gì? Đây là tồn tại đúng không? Thì ta phải sửa thành với mọi và khác. Với mọi x thuộc số R đi. X bình khác 2. Đúng không? Sai rồi, căn 2 bình thì bằng 2 mà đúng không? Trừ trường hợp nếu không cái này phải cho số tự nhiên hay gì đấy. Tiếp tục này, phủ định của thằng này là với mọi x thuộc R cái này khác không? X bình trừ 3x cộng 1 luôn khác không đúng không? Đúng. Tồn tại nhỏ hơn hoặc bằng 2N và nhỏ bằng N thì N bằng 0 đúng đúng không? Như vậy C cũng đúng. Tiếp tục D này, với mọi x thì sửa thành tồn tại này và chuyển thành này đúng không? X mà lớn x cộng 1 thì x phải là gì? Âm được không? X lớn hơn x cộng 1 ta triệt tiêu hai cái x rồi thì không lớn 1 đúng không? Không lớn 1 phải là sai chứ. Đúng không? Như vậy là con này đúng, con này đúng và con này sai, con này sai. Được chưa? Ok chưa? Ta vẫn đang không trả lời được chính xác bởi vì ba cái ô này ta chưa biết, ta vẫn đang tạm lấy là R thôi mà đúng không? Được chưa? Xong nhá. 27. Phát biểu nào sai? Cái ngoặc này nghĩa là gì? Cái ngoặc BC này nghĩa là gì? Tập hợp A có mấy phần tử? Tập hợp A có mấy phần tử? 3 phần tử là A, D và tập BC. BC này là tập hợp con của trong cái này. Được chưa? Còn bản thân BC là một tập hợp thôi mà đúng không? Được chưa? Thế bây giờ người ta bảo phát biểu nào sau đây là sai? Thuộc đúng. Phần tử phải thuộc tập hợp. Tập con đúng đúng không? Tập con đúng. Nhưng mà đây là phần tử. BC đang đóng ở ngoặc nhọn này đang là phần tử của A, thì phần tử thì phải dùng ký hiệu là gì? Thuộc đúng không? Vậy cái này sai, phải dùng là thuộc thì mới đúng. Phải hiểu nhá, BC này đang là phần tử của tập hợp A. Còn bản thân BC là một tập hợp là việc của nó. Được chưa? Cũng giống như tập hợp trong các đồ dùng học tập trong cái hộp bút của em ấy. Em có bút bi, bút chì, bút mực. Nhưng mà trong đó có 2-3 cái bút em buộc chun lại thì 2-3 cái bút đấy được gọi là một phần tử, chứ không phải là 3 cái phần tử bút riêng. Được chưa? Lưu ý nhá. Được viết theo kiểu liệt kê. Nhẩm luôn cái nghiệm này đi. Nghiệm này x bằng 0, x bình bằng 9 thì phải là gì? 3 trừ 3 bỏ mà đúng không? Cái này có nghiệm không? Nghiệm mấy? Có một cái trùng với cái này. 2-3. Thế ta chỉ có nghiệm 0-2-3 thôi đúng không? Nghiệm 0-2-3 đáp án B. Được chưa? X thuộc N đúng rồi. Câu 29. Viết theo kiểu liệt kê là bấm máy chưa? Bấm máy ra nghiệm đi. 1-2-3 luôn à? Cái này bấm máy ra nghiệm, nhớ là lấy thuộc thì số tự nhiên nhá. Câu 30. Viết theo kiểu liệt kê vẫn là tự nhiên đúng không? Bấm máy ra bao nhiêu? Gì? 305 à? Cái này chắc hiểu luôn chứ hả? Mất công bấm máy thôi. Câu 31. Cho A là tập hợp, chọn phương án đúng. Phần tử hay tập hợp? Đây là phần tử hay tập hợp?
Sai. Đây là tập hợp chứa một phần tử tên là rỗng. Còn kia là tập hợp rỗng. Đây mới là tập hợp rỗng. Tập hợp rỗng thì người ta dùng ký hiệu như này và không phải đóng mở ngoặc nhọn gì cả, đúng không? Tức là cả hai này là tập hợp đúng không? Cái này là tập hợp, cái này là gì? Cái này là tập hợp nhưng mà phần tử nó là phần tử rỗng. Tức là có một phần tử. Có một phần tử. Còn đây là tập hợp không có phần tử nào. Đừng để bị lừa. Đây cũng là tập hợp nhưng không phần tử nào. Mà tập hợp thì dùng tập con của A thì đúng không? Được chưa? Còn đây là tập hợp có phần tử rỗng. A này không có phần tử rỗng. Rỗng là tập con của mọi tập hợp, không có nghĩa là phần tử rỗng là tập con của mọi tập hợp, đúng không? A giao rỗng thì bằng A đúng, A hợp rỗng cũng bằng, cái này sai gì chứ? A giao rỗng thì phải bằng rỗng. A hợp rỗng thì phải bằng A, đúng không? Thì cái này đúng, cái này có thể đúng được, đúng không? Như vậy hai cái đúng. Được chưa? Tiếp này, câu 32. A trừ B là lấy A mà không lấy B, đúng không? Thôi cứ vẽ chụp ra, sợ có những người không biết. Trừ 1 5 gạch đi. 2 7. Trước đây khi chưa cải cách sách giáo khoa thì phần lớn tất cả người ta đều dạy bằng cách vẽ hai trục. Chẳng hiểu sao khi cải cách người ta vẽ một trục. Một trục nhìn thì có vẻ nhanh hơn nhưng mà dễ nhầm, đúng không? Vì sẽ có những cái bài nó gạch tung tóe cả lên rất là khó nhìn. Gạch hai trục này rất dễ, nhìn phần giao chẳng hạn, cứ lấy phần trắng chung. Lình phần hợp thì lấy tất cả phần trắng. Còn nhìn phần bù thì che B hoặc che A lại là xong, đúng không? A trừ B thì che hết B đi, ta thấy còn trừ 1 đến 2, đúng không? Như vậy bằng trừ 1 đến 2, trừ 1 ngoặc tròn, 2 ngoặc tròn nằm trong khoảng này đổi thành ngoặc vuông, như vậy phải là trừ 1 tròn 2 vuông. Xong. Rất là dễ. Mà với hai trục này nhanh không mà làm trắc nghiệm. Số tập con, bấm máy đi em. 5C2. Số tập con rồi phải làm thế nào? À ừ, xin lỗi. Đây là ngữ quen kiểu hai phần tử ấy. 2 mũ 5 đúng không? Số tập con là 2 mũ n, n là số phần tử đúng không? 32. Tập nào là tập rỗng? Con này làm khó đấy bởi vì mình đang chưa biết cái này này. Đúng không? Như vậy nhìn sơ bộ đã thấy hai câu này rồi. Chắc chắn hai cái x thuộc R thuộc L phải khác nhau thôi. Ta cho một thằng thuộc L nhé. Một thằng thuộc R đi xem. Phương trình này có nghiệm không? A cộng B cộng C bằng 0. Có nghiệm là 1 và 1 phần 6 mà thuộc R thì lấy cả 2 đúng không? Như vậy là có nghiệm 1 phần 6 cả 1. Không phải rỗng. Thằng này cũng có nghiệm A cộng B cộng C bằng 0 đúng không? Được chưa? Nhưng chỉ biết này để xét sao đã. Thằng này thì chắc chắn có nghiệm rồi. Trị đối x nhỏ 1 thì sao? Trừ 1 nhỏ x. Mà lại thuộc R thì có vô số cái luôn đúng không? Thằng này thì sẽ gì? Trừ 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. Đúng chưa? Mà lấy x là n sao đi chẳng hạn thì mới là vô nghiệm. Còn x là n thì vẫn lấy được nghiệm gì? Không đúng không? Thằng này thì A cộng B cộng C bằng 0 thì lấy được nghiệm mấy? Nghiệm 1 và nghiệm 3. Nghiệm 1, nghiệm 3 thì dù đây có là R hay N thì đều đúng cả, đúng không? Ta cứ cho R đi. Thế thì ông này em phải sửa thành N sao đi thì nó mới vô nghiệm được. N sao là không lấy 0 mà. Thì đáp án A. Câu 35. Tập hợp nào có đúng một tập con? Tập hợp nào? C hay A? Rỗng là tập con của mọi tập hợp. Như vậy, tập hợp A có đúng một tập con là rỗng luôn, đúng không? Nhưng nếu tập C nhá, Hà nhìn này. Tập C là tập hợp có một phần tử là rỗng đúng không? Thế thì phần tử rỗng là tập con này và tập rỗng cũng là tập con nó đúng không? Đấy. Mà nhớ nhá, để ý cái này nhá. Mọi người vẫn rất hay bị nhầm cái này thôi này, nên để ý nhá. Được chưa? Còn hai này thì chẳng ai nhầm được cả. Câu 36. Cho hai tập hợp N là bội của 4 và 6, N là bội số của 12. Các mệnh đề nào sau đây sai? Nghĩ đi. Bội của 4 và 6 là mấy? Chiết cho cả 4 và 6 thì chỉ có là 12. Gì nữa? 24, 36, vân vân. Thì nó cũng chính là bội của 12 luôn đúng không? Được chưa? Như vậy hai tập này là x bằng y. Sai rồi. Đâu?
mệnh đề sai à? Thế từ từ phải soạn lại. Cái này ta đang chọn đúng rồi. Thế từ từ nhá. Nếu đây đúng này, x tập con của y đúng này, mà y tập con của x đúng này, vì x đang bằng y mà đúng không? Hai tập hợp bằng nhau thì nó là con của nhau luôn. Thì việc tồn tại một số n sao cho n thuộc x. Tồn tại một số n sao cho n thuộc x. Sao cái này chẳng liên quan đến y cả. Được chưa? Tiếp này. Câu 37 cho 4 tập hợp, 4 cái hình tìm mệnh đề sai. Hình vuông phải là thằng cuối cùng đúng không? Như vậy V sẽ là tập con của gì? Hình chữ nhật. V là tập con của hình thoi. Đúng không? H là tập con của T. Hình bình hành là tập con hình thoi. Và hình chữ nhật là tập con của hình bình hành. Thế thì câu nào sai? Câu nào sai? Ta có tứ giác này. Tứ giác chia thành gì? Hình thang này, đúng không? Hình thang và hình gì? Hình bình hành này, đúng chưa? Hình bình hành đâu đốt khói nhỉ? Hình bình hành mà có gì? Có một góc vuông là hình chữ nhật này, đúng không? Hoặc là gì? Đó, chia ra hình chữ nhật luôn này. Hình thang có ra được hình chữ nhật không? Hình thang ra được hình chữ nhật không? Hình thang thì có hình thang vuông này. Hình thang vuông mà có tiếp góc kia thì ra hình chữ nhật này, đúng không? Hình chữ nhật thì ra hình gì? Hình vuông này. Hình thoi nằm ở đâu? Hình thoi nằm ở đâu? Hình bình hành chia nhánh có bốn cạnh bằng nhau thì ra hình thoi. Đúng chưa? Chứ không hẳn là hình vuông sẽ làm cho hình thoi, vì hình vuông là phải có góc vuông mà. Được chưa? Như vậy cái gì? Cái H này là hình bình hành, là tập hợp con của hình thoi thì sai đúng không? Nó phải ngược lại. Câu 38 A khắc rỗng tìm câu đúng. A trừ rỗng thì bằng rỗng, sai. Rỗng trừ A thì bằng A, sai. Rỗng trừ rỗng bằng A, sai. Chỉ có A trừ A thì bằng rỗng, đúng không? Câu 39 giá trị gần đúng, chính xác đến hàng phần trăm. Phần trăm là số 2 này, đúng không? Chính xác đến phần trăm thì phải làm tròn lên thành gì? 2,83, đúng không? Mấy này thôi bỏ qua chứ. Còn em trên lớp không học này, cũng không thể thi.